chào các bạn, mình là Hải đây. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đến TV của mình. Và ngày hôm nay các bạn có thể thấy là mình đang đứng ở đây. Đó là một trong những di tích lịch sử quốc gia các bạn. Đó là thành nhà Mạc ở thành phố Tuyên Quang các bạn ạ. Và ở Tuyên Quang này thì có một điều rất đặc biệt và hôm nay mình sẽ tìm hiểu cũng như là dẫn các bạn đi để tìm hiểu. Đó là một cô bé rất là giỏi. Cô năm nay có 10 tuổi. Phải, và năm ngoái vừa kêu gọi vốn từ các xác cá mập. Em vào cái trang của cháu nhờ cái tên nó khá thú vị. Là chơi buổi bóng đấu. Hôm nay sẽ khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. Thế con đến đây thì hôm nay con định kêu gọi vốn thế nào? Nghị đầu tư 200 triệu. Tầm nhìn cái mong muốn trong cái dự án chè bưởi này con không? Có thể bán được 200 cốc một ngày. Nhưng điều quan trọng hơn là con học được cái gì từ cái này? Chú sẽ đầu tư 200 triệu cho con để đổi lấy 20% cổ phần và chú sẽ dành cho con thêm 500 triệu. Con có thể học tất cả những sản phẩm về tiếng Anh, về tư duy, sản phẩm về lãnh đạo. Chú đề nghị xin được tham gia thêm 100 triệu lấy 10% nữa. Bởi vì con gọi 200 triệu mà được 300 triệu rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử đến đây và mình cũng thử tìm xem là gia đình nhà cô ấy như thế nào, cũng như là cuộc sống của cô bé sau một năm gọi vốn thì bây giờ cô đã làm ăn như thế nào, cũng như là cái việc học hành của cô bé như nào các bạn nhá. Chúng ta hãy thử cùng tìm hiểu nhá. Vâng, bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem là hỏi thử những người quanh đây xem là họ có biết là cô bé bấm đâu nào và hay nữa là nhà cô ở đâu các bạn nhá. Tôi có một chiếc xe taxi đây rồi, tôi sẽ đến hỏi các anh. Mình đã vừa thử hỏi một anh taxi mà anh ấy không biết về vấn đề này thì mình sẽ thử hỏi các bạn nhỏ như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ thử đi hỏi một bác quán nước xem bác có biết không. Con chào bác ạ. Bác ơi, bác làm ơn cho con hỏi là bác có nghe nói về cái cô bé mà bán chè bưởi nổi tiếng trên TV đấy không cô bác, năm ngoái không nhá? Ở Tuyên Quang này này. Có được xem đâu biết. À thế à? Thời gian đâu được xem. Vâng. Cháu cảm ơn bác nhé. Mình đã hỏi hai người, một bác bán nước và một anh taxi thì đều không biết gì về cô bé này ở Tuyên Quang cả. Vậy thì bây giờ chúng ta thử tìm hỏi các bạn nhỏ xem thế nào các bạn nhé. Em ơi, làm ơn cho anh hỏi nhờ chút. Em cho anh hỏi là em có biết cái cô bé bống mà bán chè nổi tiếng trên TV đấy không, năm ngoái đấy không? Dạ em có. À nhà, thế à? Có biết em... là nhà ở khu nào không em? Nhà em ở Phan Thiết ạ. Phan Thiết là đi, bây giờ là đi đường nào để từ đây là đi? Dạ, chính là đi ở vòng ra chỗ gần Vincom ấy ạ. Có cũng gần đây thôi đúng không em? Ừ, anh cảm ơn em nhiều nhá. Ừ. Thế thôi là thôi. Các bạn ạ, mình vừa tìm vừa hỏi cô bé đấy thì cô có biết và có một chút thông tin là em ấy ở học ở trường Phan Thiết. Bởi vậy là tôi sẽ đi đến cái chỗ khu vực trường tiểu học Phan Thiết để tìm tiếp các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thử đi hỏi chỗ chợ này xem là có ai biết về cô bé đấy không và biết nhà cô ấy không. Khu vực này đấy các bạn ạ. Nào. Chào cô ạ.
cô ơi, là cô cho cháu hỏi nhờ tí ạ. À, cô nhà. Cô có biết nhà của nhà chị Thúy, cháu hỏi thăm nhà chị Thúy Hải ạ. À, nhà có mẹ của bé Bống bán chè bưởi ạ. À, ba của người ta cuối cùng ạ. Ngồi cháu cảm ơn ạ. Vâng các bạn ạ, sau khi mà tìm hiểu thì mình đã tìm đến nhà bé Bống đây. Nhưng mà được biết thông tin là bé đã và gia đình đã chuyển về Hà Nội cách đây một tháng rồi các bạn ạ. Và rất là tiếc là không được gặp bé Bống. Nhưng mà qua một chút thông tin của bà cụ cạnh nhà thì mình có biết là bé rất là làm ăn, rất là kinh doanh, là chuyển gần như là chuyển hết về Hà Nội kinh doanh. Bởi vậy mà cả bố mẹ và cả bà nội cũng đều chuyển về đấy. Rất là tiếc, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng thiệp nghiệm nơi mà sinh ra cô bé khá là tài ba đấy các bạn nhé. Đấy, bà cho cháu hỏi thăm một chút nhé. Vâng, thế lại cháu Bống này thì đã về Hà Nội lâu chưa bà? Về hơn tháng rồi. À, là vậy là mới về Hà Nội hơn tháng rồi à? Là chuyển cả nhà về dưới đấy ạ? Nhà thì ở đây nhưng mà nói chung gia đình kể hết rồi. Gia đình kể hết rồi đấy. Để thuận tiện cho cái công việc học hành với lại kinh doanh của cháu đúng không ạ? À vâng. Vậy ơi, bà ơi, cho cháu hỏi là khi mà được lên TV kêu gọi vốn ấy, thì bà có biết không? Đấy, Bống lên TV và kêu gọi vốn đầu tư chè bưởi đấy. Vâng. À, thế vậy thì khi mà từ năm ngoái năm nay ấy, thì là Bống là có còn kinh doanh ở đây nữa không bà, hay là kinh doanh Hà Nội? Kinh doanh Hà Nội hết luôn ạ? Vâng. À chà. Cả nhà chuyển hết về đấy. Vâng, em bé này rất là giỏi. Vâng, rất là giỏi nên là cháu cũng muốn tìm hiểu. Vâng đấy. Vâng. Vâng. Là cái nhà này chứ lại bán. Cái nhà ở đây luôn. Văn phòng đại diện. Đấy, cái nhà nó đây. Máy học tiếng Anh. Đây là máy học tiếng Anh. Không, cái này là chắc kiểu bố mẹ làm. Vâng. Bố mẹ làm. Bố mẹ làm. Đấy, con cái dạng danh cho bố mẹ. Vâng. Cháu cảm ơn bà nhé. Vâng. Cháu cảm ơn ạ. Đây là lối vào. Và cô bé được sinh ra ở căn nhà này. Bố mẹ làm điện lực các bạn nhé. Đó. Ồ, rất là đáng tiếc là không được gặp cô bé. Các bạn ơi, giờ thì mình sẽ đi ra khu vực nào có các cháu nhỏ. Mình sẽ hỏi thử xem là có nhiều người biết về cô bé này không. Và một điều rất là người lớn chúng ta cũng cần phải học hỏi. Đó là nhà cô ở ngay trong ngõ như vậy. Cô bé ngay trong ngõ như vậy mà mới năm lớp 2 đã bắt đầu kiếm tiền được rồi. Đó, không cần phải, dĩ nhiên là không cần phải vị trí đẹp đúng không ạ? Không cần phải là có điều kiện gì ghê gớm cả. Bố mẹ chỉ làm điện lực, nhà cũng rất là bình thường thôi, không có gì nhiều lắm cả. Nhưng mà em đã năm nay có mười mấy tuổi mà bây giờ đã đưa được cả những gia đình về Hà Nội rồi các bạn. Thế đấy. Đấy là một trong những cái vấn đề mà thật sự là chúng ta là những người lớn cũng cần phải học hỏi. Công nghệ internet nó là một cái điều mà rất là tuyệt vời đúng không ạ? Giờ thì tôi sẽ thử đi tìm các cháu nhỏ để chúng ta thử tìm hiểu xem là mọi người có biết nhiều về cô bé này không, và các bạn ấy sẽ chưa ngưỡng mộ bạn bé cô bé này như thế nào các bạn nhé. Anh chào các em cho anh hỏi một chút, em có biết thông tin về cái cô bé Bống bán chè bưởi không? À em không. À thế à, cô bé Bống mà năm ngoái lên TV đấy. Không. Học ở trường Phan Thiết này này. Em có phải học trường Phan Thiết này không? Vâng, em học ở trong trường kia. À thế à? Không biết gì về cô bé Bống nhỉ? Vâng. Năm nay có 11 tuổi, 12 tuổi gì đấy, 11 tuổi đấy. Đứa bé mà bán chè bưởi giỏi đấy, bây giờ bán online giỏi đấy. Em không biết. À vậy anh cảm ơn nhá.